Một năm 2015 đã khép lại với những vấn đề về nội chiến, xung đột tại các điểm nóng trên thế giới, người tị nạn và các thảm họa. Những vấn đề tồn đọng đó sẽ còn kéo sang tận năm 2016, đặt nhân loại trước không ít những thử thách gay go. Và ngày hôm nay, 1 tháng 1 năm 2016, thì cả thế giới đang tràn đầy hy vọng về một năm mới tươi sáng, nhưng cũng hứa hẹn có không ít những thách thức ở phía trước. Một trong những điểm nhấn trong sự dịch chuyển thói quen, sử dụng các thiết bị công nghệ, tìm kiếm thông tin, cập nhật mạng xã hội của người dùng trong năm 2016 là việc dùng thiết bị di động để tìm kiếm thông tin sẽ xoán ngôi vị trí của máy vi tính. Thống kê vào những tháng cuối năm 2015 từ Google và Nielsen cũng cho thấy lượng người tìm kiếm thông tin qua thiết bị di động là hơn 50%, dùng mạng xã hội hơn 60% và dự báo sẽ tăng từ 10 đến 12% vào cuối năm 2016. Điều này cũng được thể hiện qua số lượng người tiếp cận các trang web và tìm kiếm thông tin của các thiết bị di động gia tăng đáng kể, với thói quen sử dụng tập trung vào những việc như cập nhật các mạng xã hội, xem tin tức và giải trí, tìm và đặt mua hàng, sử dụng các ứng dụng liên lạc với mọi người, xem video, xem và viết các bình luận. Và một trong những vấn đề nổi cộm của năm 2016 mà hầu như tất cả mọi người đều quan tâm đó là khí hậu. Theo các chuyên gia thời tiết cho rằng, sự thay đổi khí hậu toàn cầu do con người gây ra kết hợp với hiện tượng El Nino sẽ biến 2016 thành năm nóng kỷ lục không ngờ. Dự báo thời tiết của văn phòng Met nói rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2016 được dự đoán từ 0,72 độ đến 0,96 độ và ấm hơn nhiệt độ trung bình 14 độ C. Các nhà khoa học cũng tiết lộ El Nino sẽ còn tiếp tục diễn biến thất thường. Nó sẽ khiến mùa xuân 2016 trở nên ấm áp lạ thường. Văn phòng Met cũng nhận định tín hiệu ấm dần lên có thể kết hợp theo những cách khó dự đoán trước, với sự dao động tự nhiên nhỏ hơn dẫn tới những sự kiện chưa từng có.